số những cái tác phẩm tiếp theo đang có mặt ở đây, cũng là một cái tác phẩm tiếp theo của anh Dũng Coca. Đá xi măng lộ này là không biết chơi như nào. Phụ tử Nghinh Phong. Ngu này, thằng này, thằng nào tên tuổi nó thằng nào? Đây 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 đây. Vẫn là thằng này à? Sao mày ngu thế? Dũng. Ừ, mà không phải nó để hơn hơn sải đây đếm gì? Có cái mùi ý gì? Chắc có ý gì của người ta đây? Chúng nó phối nó đẹp đây. Cái thằng phối cũng được. Không, nó phối cái bệ này được. Mình mẹ thêm cái phần này vào là ngu lắm. Nó phối cái bệ cái được. Cái chiều dài dưới này được. Mẹ nghe nó chiều quá. Điên được. Lại cấy cả lan vào đây. Phối hòn đá này thì đẹp. Đá này thì đẹp hơn hòn đá. Okay. Đấy. Bác Dũng này thì về trình bày dẫn về giới thiệu thì rất là chu đáo. Nói chung là làm tên tuổi khá là chu đáo. Chứ còn về kỹ thuật thì các bác mỗi người một ý kiến. Phụ tử Nghinh Phong, nghệ nhân cây cảnh quốc gia, bàn tay vàng. Nói gì thì nói chứ mình muốn lại làm những tác phẩm này đâu có đơn giản. Ngoài cái kỹ thuật thì còn thời gian, kiên trì. Cây này thì nó sạch sẽ hơn cây quan lưu thủy một chút. Ta đi xem những cái tác phẩm khác, nhiều những tác phẩm rất đẹp nhưng mà làm truyền thông chưa tốt nên ít người để ý tới. Đồng quê Nắng Cổ, bác Đặng Xuân Hiệp cũng nghệ nhân rất là có tiếng đấy bác. Đấy, vâng. Đây là một cây Trần Hữu Tuyết, của Trần Hữu Tuyết. Cây xanh này tôi rất là thích cái dáng này. Nó rất là sạch sẽ và gọn gàng, làm sạch sẽ tận đầu răm. Đấy, và lá ấy, form của nó rất là gọn, sạch sẽ. Cái gì cũng thấy sạch sẽ là ổn rồi đúng không các bác? Sạch sẽ. Đấy, bệ vách nhưng mà rất là hay, rất thoáng. Các bác công nhận. Đến những tác phẩm tiếp theo. Cái du. Chất liệu du này làm bonsai rất là hay các bác. Nó có khá là quốc tế. Quốc tế như Trung Quốc hay là Nhật nó đều có du các bác. Nhật nó có cái dòng du khác. Nhưng mà nôm na là dòng du là chơi là cũng khá là hội nhập. Cái du ta. Thành Công Kỳ Viên.
thêm một cái xanh nữa trên bể đá cổ rất là sạch, rất là tinh. Có số thì các bác có thể alo và trao đổi kinh nghiệm, vẫn có thể là về tham quan tận gần chẳng hạn, ví dụ vậy, làm quen với chủ cây nếu như các bác thực sự thiện chí và yêu cây. Đây, một cây rắn cổ nữa. Wow, cây này các bác nhìn có thấy cái gì đặc biệt không? Đây các bác này, cái phần xích này, phần xích này, có thể là vô tình hay cố ý gì đấy. Đấy, ngày xưa có thể là người ta làm một cây quý, người ta sợ mất trộm, người ta xích lại, cái xích rất là to. Nhưng mà dần dà thì cái cây nó ôm vào đây, thì nuốt chọn cái xích này, thì để lại cái phần này nó cũng là cái điểm nhấn rất hay. Thì cũng không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng mà nó là một cái để các bác quan sát. Cây này tuy rằng rất to, rất cỡ đại, nhưng mà làm rất sạch. Cây rất sạch, Nam Điền, đấy là ưu điểm của Nam Điền. Nó rất là sạch, nó không có những rễ cám, và cái dăm, cái tay của nó rất là khỏe, dày, nó không có những cái cảm giác nó rườm rườm rác rác. Đấy là cái ưu điểm của Nam Điền. Như ví dụ như cái cây sành quê vừa nãy, một củ quê của bác Đặng Xuân Hiệp, một cây răng cổ kìa, cái dăm nó rất là xấu, nhưng mà làm được đến tầm đấy là rất là tài năng rồi. Cái dòng đấy nó như vậy thì chấp nhận. Và cây cỡ đại được cài đá, điểm xuyết những phiến đá để tôn cái bệ lên. Một cây rất sạch, làm tạo sẹo những cái vết đập nhẹ, những cái tạo những cái vỏ nhẹ ở đây thì nó sẽ nhanh liền sẹo, và nó có những cái điểm nó tạo điểm xù xì cho cây. Đây, tam đa của bác Nguyễn Hồng Quang. Nhìn mặt này thì bác sẽ thấy rõ nó có ba thân. Cây này đứng xa thì nó tiêu hết. Đấy, tán quả phúc rất sạch sẽ, nhặt thường xuyên đấy mới làm được như vậy. Cây này thì chăm dắm bẵm dăm bông thường xuyên mới được như vậy. Đấy, quá nhìn. Đấy, cây tam đa làm rất rất sạch sẽ, nhặt dăm rất rất tỉ mỉ mới được sạch. Cây này cũng rất hay, bác thành công kỳ viên. Cây này rất đẹp, đẹp. Đẹp. Có nhiều anh đẹp. Rồi. Đất Hà Nội. Đất tác phẩm xanh Nam Điền rất quý. Tam đa hay là cái gì tùy bác gọi, nó đang có ba thân. Đấy. Nhưng quay cái những cái to này rất khó, bác không thể nào vào view hết được. Chúng ta đang cố gắng đi lướt và thấy những điểm nhấn của nó nhất các bạn. Đấy, ví dụ cây cổ này, tôi là người không đam mê cây cổ, nhưng mà nhìn cái này tôi thấy đẹp, và cây cổ này rất là hay. Tôi cho rằng cây cổ này rất hay. Đấy, của bác Thành cà phê vừa nãy đây. Đây, cây xiển xích vừa nãy đây, mông tán họ đang hướng lên trên, và cái phong cách làm của cái tán cổ các bác nhé,
là phẳng nhá, chứ không tròn như cái mâm xôi nhá, như này nhá, phẳng như này nhá bác, flat chứ không phải là gồ lên như này nhá, tròn như mâm xôi, cái này tròn như mâm xôi các bác. Đấy, còn cái này là tán phẳng nhá, các bác để ý nhá, nó có nét điểm rất là riêng. Và cây giáng cổ thường mang cái điểm này. Tất nhiên những cái quả phúc thì tôi không nói vì nó sẽ tròn như mâm xôi này. Đấy, nhưng mà cây này có cái nét làm đĩa phẳng rất là hay. Đây là cây có cái xích vừa nãy. Tùng La Hán. Đẹp. Cây đẹp. Ok chứ các bác. Một cái tác phẩm mà rất nhiều anh em cũng chiêm ngưỡng ở đây. Đó là tác phẩm Thần Đà Tần Tài này, của bác Nguyễn Đình Quyền này, Trương Mỹ. Đấy. Khi mà được tuốt dăm ấy, thì chúng ta nhìn thấy nó toát lên cái vẻ rất kỹ càng của người làm dăm, đúng không bác? Người làm dăm. Và chúng ta nhận thấy rằng những cái cây to các bác nhé, người ta làm theo hơi hướng cũ, của lối cũ của người ta là của mình ấy. Là một cái đĩa này rất là đẹp, rất là dày, nhưng mà được ghép lại bởi những cái dăm, những cái tay chi to này tạo thành một cái đĩa. Đấy, nó còn một lối mới bây giờ thì ta xé nhỏ. Mỗi cái này sẽ là một cái chòm nhỏ. Đấy. Thì mỗi cái nó có một cái đẹp riêng. Nhưng mà những cây to các bác nhé, thì làm như này nó rất là lợi thế. Đấy, vì to mà. To mà thì ghép lại thì thành những cái đĩa to, nó cân xứng với thân, nó rất là hay. Cách nào cũng là một cái, có những cái điểm riêng, có những lợi thế riêng các bác. Đấy, cây rất là đẹp. Cái dăm của nó thì miễn chê rồi. Chúng ta chơi dăm nó đã dày như lá rồi. Càng thời gian nó sẽ càng đẹp lên, những cái điểm này nó sẽ hút vào đá, càng ngày nó sẽ càng đẹp lên. Một cái tác phẩm rất là hay. Quay mặt sau nó tí các bạn nhỉ. Mặt này chân bệ rất lành lặn. Đấy các bạn. Gài đá điểm vào những cái điểm này, tôn cái bệ nó lên. Cây rất là bề thế nhưng là cái bệ nó phải rất là đẹp. Ví dụ chỗ này đang thiếu bệ một chút thì đã có hòn đá này ăn vào đây rồi. Nó hài hòa, chứ không đá nó không bị nuốt mất cây. Gắn nhiều đá quá là đâm vào cây này nó xấu. Tương trợ, đá chỉ có tính chất tương trợ, tôn cái dáng của cái cây lên thôi. Đấy. Các bạn, video này tôi sẽ kết thúc ở cái cây này. Để ta sang cái video khác với những cây khác ra nhé.